tập để mình càng làm mọi thứ cái thân này của mình mà càng nhẹ nhàng nhịp nhàng, có thể là cái năng lượng nó mất đi. À, mình tu tập, mình tu tập mà đúng nhiếp tâm và an trú được, cái năng lượng ở trong người của mình nó sẽ tăng lên thôi. Mà mình an trú không được thì nó cái năng lượng mình nó mất hao á, nó hao á. Ví dụ như bây giờ con tập mà con phải vận dụng nhiều thì cái năng lượng cũng mất, bởi vì nó không an trú. Mà nó an trú ở trong pháp rồi nó tăng cái năng lực hơn là con ăn uống và con ngủ nghỉ. Con ăn uống, con ngủ nghỉ nó tăng cái năng lượng của con nhiều. Thấy không? Mà con mất ngủ là nó cũng bị sụt, mà con thiếu ăn con cũng bị sụt. Con hiểu chưa đó? Mà bây giờ con lại ôm pháp mà con ăn đủ được nó thì cái năng lượng nó tăng lên, cái cơ thể con nó khỏe khoắn, ăn ít mà nó khỏe khoắn. Nó không muốn ăn nữa mấy con, mà nó khỏe, mà nó không ốm, không có muốn già mất thịt của mình. Cho nên con người ngồi thiền, ta nói thiền diệu di thực pháp chỉ sung mãn. Con người ngồi thiền không ăn uống gì hết mà cơ thể người ta khỏe khoắn, mà nó thoải mái, mà nó không có mất một chút da chút thịt, không ốm. Chứ người ta ngồi, ví dụ như ngồi tháng hai tháng ăn uống mà ta da thịt người ta không ốm chút nào. Tại cái năng lượng ở trong người của mình, tự cái thiền đó, tự cái tâm an trú đó, nó tăng cực trưởng lên, tự tăng lên. Người ta nói cái cơ thể của chúng ta nó tiếp những cái chất bộ ở ngoài cái không khí á, nó nuôi dưỡng. Còn mình á thì phải ăn qua cái những rau cải đồ ăn cơm gạo nó mới nuôi làm cái năng lượng đó. Con hiểu không? Nó đi qua một cái vấn đề để mà nó nuôi dưỡng. Còn này người ta, cái người mà ngồi thiền mà an trú cũng như bây giờ mấy con đã nhiếp tâm được an trú. An trú tức là mấy con trực tiếp ở trong không khí mà nuôi dưỡng cơ thể. Cho nên cái năng lượng của mấy con nó tăng lên thì vậy nó an trú, mà đã nó an trú thì nó phải tiếp nhận cái gì để nó an. Chứ còn nếu mà không nó, mấy con ngồi tu vậy nó nhọc nhằn vậy, mấy con bị hao rồi, nó phải mệt nhọc, nó mới sanh ra không cầm tiền miên. Mà sanh ra không cầm tiền miên là tức là mấy con bị hao rồi đó. Nó đòi hỏi không cầm tiền miên là đòi hỏi ngủ để nó phục hồi lại cái năng lượng của mấy con. Gì là tại vì mấy con tu tập nó không có an trú được. À, đầu tiên mấy con làm sao an trú được? Mấy con phải vận dụng. Vận dụng thì tức là mấy con chưa có an trú, nhưng mà thời gian mà mấy con tu đúng cách rồi, mấy con nhiếp được rồi, bắt đầu có an trú được rồi thì bắt đầu nó phục hồi lại. Cho nên mới đầu tu mấy con ăn ngàn bữa, bắt đầu mấy con xuống cân. Sau khi mấy con tập được an trú rồi nó tăng lên. Ăn quá rồi, tôi thấy càng ngày tôi hơn. Con ăn nay năm mấy giờ này rồi, con ăn cơm nhà ăn cử rồi, thầy đã không như những ông sư già nó ăn ra rồi, con bắt trước là không được làm luôn tới giờ luôn á. Mà nó không tao ấy, không có mà nó bình thường, tức là nó phục hồi lại cơ thể của con qua cái sự tu tập của con, tỉnh thức an trú rồi. Có tỉnh thức có an trú chứ không phải là không an trú nào. Không an trú thì nó chịu nổi, nó xuống cân, nó sụt cân, nó mệt nhọc, nó buồn ngủ, nó không cần nhiều. Cho nên mấy con tu tập mà mấy con tỉnh thức được á, là mấy con có sự an trú. Còn mấy con không tỉnh thức được là mấy con bị ông cầm đi gì mà nó buồn ngủ cần chết. Chứ đó là nó hao á. Còn mấy con thấy càng đi càng tỉnh, càng đi càng tỉnh á, à, thì vậy là nó không có hao nữa rồi. Nhưng mà có nghĩa là gì bà con thì chỉ an trú trong một phần bảy giấy. À, một trước được, không sao đấy.